Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác nghe em đam mê thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác truy cập kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và clip này thì Quang Minh lên cho anh em một cái dòng loa siêu chép, super chép của Pure, một trong những dòng loa chép danh tiếng với chất lượng tốt nhất hiện nay, loa chép kèn bằng titan. Để anh em có thể phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa, nghe nhạc, karaoke hay lắp những dòng loa kéo, anh em đều có thể sử dụng. Và những cái củ loa của Pure thì có rất nhiều những cái clip mà Quang Minh đã giới thiệu cho anh em, củ loa bass, củ loa mid, củ loa chép, và Quang Minh đã lên cho anh em những cái cấu hình hai đường tiếng, ba đường tiếng, hoặc là những cái dòng củ loa bass, củ loa chung, củ loa chép để thay thế độ chế trong loa, cũng rất nhiều clip. Và cái dòng loa chép của Pure thì có rất nhiều mã chép hỏa tiễn bằng titan với vành làm hợp kim nguyên khối. Và con loa siêu chép này giới thiệu cho anh em cái đầu lòng 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 super chép của Pure, thiết kế rất là đẹp anh em ạ. Với họng kèn này bằng titan, vành hợp kim nguyên khối, superchef vocal của Pure với model là VKT A500, trở kháng là 8 ohm, cùng với đó là độ nhạy là 91 decibel và công suất tối đa cho một củ loa là 100W một chiếc. Công suất của dòng loa siêu chép mà lên 100W, công suất rất là lớn nha. Và một cái đặc điểm nữa của dòng củ loa của Pure là tất cả những thông số kỹ thuật này được in chìm ở trên sản phẩm và cực kỳ rõ nét nhé. Thương hiệu là của Pure này, model này, đấy, model là sản phẩm này, mã sản phẩm này, trở kháng, công suất cũng như độ nhạy nó khác hẳn so với con loa kém chất lượng. Những cái dòng loa kém chất lượng ấy, những cái thông số kỹ thuật thường hay sử dụng là tem dán, và tem dán thì anh em biết rồi, rất dễ bị làm giả và làm nhái. Còn những cái dòng loa chất lượng cao, cao cấp này thì tất cả các thông số được in chìm và cực kỳ rõ nét nhé, để anh em có thể nắm được tất cả các thông số của loa. Một trong những cái điểm khác biệt so với những cái dòng loa kém chất lượng để anh em có thể tham khảo, kích thước vành ngang này là 8 phân, vuông là 8 phân nhé, bốn góc sẽ có 4 lỗ để cố định vào loa. Đấy, họng kèn bằng titan, củ từ rất là lớn, có hai cái cầu đấu dây loa đã được đánh dấu âm dương, bên dương là bên bên đỏ này là bên dương và còn lại là bên âm. Thay thế độ chế hay giống loa ấy, anh em chỉ cần đi đúng cầu đấu âm dương này là sử dụng thôi. Đấy. Và con chép bằng titan của Pure này thì sẽ không có cái cảm giác chói gắt đâu, và phối ghép cũng rất là dễ, cũng khá là nặng. Một cặp này nó rơi trên 1 ký một cặp, đấy, trên 1 cân một cặp này là hai chiếc. Đấy. Họng kèn này, đấy, họng kèn bằng titan với cái đầu đạn này là màu đạn màu trắng. Đấy. Cái con VKT A500 này nó thiết kế cũng khá giống là con 8804. Nhiều anh em lầm tưởng nó là con 8804 của Pure ấy, nhưng mà thực ra là con này nó là một con mã là cao cấp hơn con 8804, thiết kế khác hẳn. 8804 vành này vành trắng, con này vành đen, và cả cái thông số kỹ thuật phía sau nó khác hẳn. Đấy, anh em nhé. Cùng công suất, cùng trở kháng, kích thước khá là giống nhau, tương đồng nhau, nhưng chất lượng của con A500 này thì nó sẽ hay hơn là con Pure P8804. Và những anh em mà đã sử dụng con Pure P8804 này, anh em biết đấy, chất âm con này cực kỳ hay và không có cái cảm giác chói gắt, tiếng rất hay nhé. Hay con này tiếng nó sẽ hay hơn con 8804. Đó là những cái củ rời này để độ chế thay thế hay là giống loa. Và bên cạnh những cái củ rời sẽ có những cặp mà phía sau cùng này nó đã lắp mạch phân tần chống cháy và bảo vệ cho loa chép, để anh em có thể ghép thêm ở ngoài bổ trợ giải cao cho những cái dàn âm thanh tiếng tép nó mà kém ấy, nó mà yếu ấy, thì sẽ có những cặp này tích hợp đầy đủ mạch chân cóc và dây đấu ấy. Và mạch phân tần này sẽ có hai loại, nhất là con T3 là sử dụng là tụ đỏ, và một loại nó cao cấp hơn một chút chính là con T5 và sử dụng tụ đen. Những cái loại mà lắp cái mạch T5 sử dụng tụ đen thì nó sẽ cao cấp hơn là mạch T3. Và mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép sẽ bao gồm tụ này, tụ sẽ tụ đỏ hoặc tụ đen. Con này T3 sử dụng tụ đỏ này, trở sứ con trở sứ 15W này, con bọ này, cuộn cản này với rất nhiều sợi đồng. Đấy, rất nhiều sợi đồng, toàn sợi đồng đơn tiết diện rất là lớn. Giữa thì sẽ có lõi sắt từ, trên bo mạch phân tần các đường tín hiệu được đánh dấu rất là rõ. Đường T là đường vào loa chép, đặc đi hai dây đấu âm dương lên cầu loa. Đấy, đây là hai dây đấu âm dương lên hai cái cầu loa, và input là tín hiệu đầu vào, và sẽ có dây bãi nhật đi kèm, dây sẽ có hai màu riêng biệt, rất là dễ đấu nối. Và anh em, những con loa tép mở ghép ngoài mà được tích hợp và được lắp đầy đủ mạch phân tần chống cháy và bảo vệ loa chép này, thì anh em sẽ chơi cực kỳ đảm bảo, đấu trực tiếp vào âm đi hoặc sau cổ loa chính hoặc đẩy là sử dụng thôi, cứ rất là dễ sử dụng, nghe nhạc karaoke tiếng nó rất hay và không có cái cảm giác chói gắt. Quý vị và các bạn, các bác cùng cảm nhận chất âm của siêu chép của Pure VKT A500, và sẽ test một chiếc này nhá. Dây đấu phía sau, dây đấu trực tiếp từ âm đi ra sẽ đi đến cầu đấu âm dương, âm dương và dương là sử dụng ấy. Thank you.
rút ra cắm lại anh em. Quý vị và các bạn, các bác vừa được cảm nhận chất âm của cái dòng loa chép, chất âm con siêu chép của Pewler với cái TA-500 này mang lại. Tiếng tép là rất là tơi và nhuyễn và không bao giờ có cái cảm giác chói gắt đâu. Và cái loa, và con loa chép siêu chép Pewler với cái TA-500 này, anh em có thể phối ghép với mọi dàn âm thanh, mọi dòng loa, nghe nhạc, karaoke, loa kéo đều có thể sử dụng được. Đó. Và một cặp củ rời hai chiếc để độ chế thay thế hay giống loa này là 650.000 và sẽ tặng kèm theo tụ xịn. Anh em mà cần thì sẽ hàn trực tiếp vào cái cầu đấu dây loa và tặng thêm cả dây cho anh em. Và những ngoài những cặp mà độ chế thay thế hay là giống loa này sẽ có những cặp mà tích hợp đầy đủ mạch phân tần chống cháy và bảo vệ cho loa chép này, để anh em có thể ghép thêm ở ngoài bổ trợ giải cao cho những dàn âm thanh tiếng tép nó mà kém ấy, nó mà yếu ấy. Đấy, sử dụng nghe nhạc karaoke hay những dòng loa kéo ấy, đều có thể sử dụng được nhé. Và một cặp nắp mạch phân tần T3 830.000 một cặp, và ngoài mạch phân tần T3 thì sẽ có cái mạch cao cấp hơn, chính là cái mạch phân tần T5. Anh em mà cần yêu cầu mạch phân tần T5 thì sẽ gửi cho anh em cái mạch phân tần T5 nhé. Đấy, một cặp lắp mạch phân tần T5 là 850.000 một cặp đó. Và mọi thông tin phối ghép cũng như tư vấn đặt hàng, anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại phía trên này 0944737321. Cửa hàng là 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn, các bác nghe có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng vào trải nghiệm nhé. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác nghe đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác nghe trong những video clip kế tiếp nhé.